Hello không nhé, thì hôm nay MB đã có một bản update mới và nó sẽ chặn những cái thiết bị đã rút, thì nó sẽ khá là khó chịu và chúng ta muốn làm cách nào để chúng ta vượt qua được cái lỗi đấy. Thì đầu tiên chúng ta để tôi bạn đợi ông đợi tôi tí để tôi tải lại cái xóa MB đi cài lại nhá. Đấy, đợi tôi tí để tôi xóa MB đi cài lại đây. Ok, nhanh thôi, mạng thì khỏe khỏe, tải nhanh thôi. Đây. Đợi tôi tải lại cho các ông xem. Ok, cài xong rồi đấy. Giờ tôi mở đây này. Đấy. Ok, bây giờ app lần đầu mở nó sẽ như thế này. Nhưng mà rất là lag nha các ông nhìn này, ấy thấy chưa? Nó rất là giật luôn. Đấy, ấy, ấy, xong bây giờ nó báo thế này luôn. Đấy. Thì cái lỗi này thì nếu các ông sử dụng Magic, đây này, tôi cho các ông xem cái này. Nếu các ông sử dụng Magic thì nó sẽ không như thế. Đây. Đợi một tí. Đây. Bật cái này lên. À, ok, rồi. Nếu bình thường các ông dùng Magic thì nó sẽ như thế này. Ấy, nó sẽ ra một cái dialog cũ này, đấy. Cái này là giao diện cũ nhá, cái giao diện phát hiện rút cũ. Bây giờ các ông ẩn ẩn cái giao diện này đi bằng cách tắt quyền rút trên Magic, đấy. Tắt trên Magic xong thì khi bật MB lên. Nói chung là kiểu các ông ẩn theo bất kỳ một cái cách cũ nào đó. Ok chưa? Ẩn theo một cách cũ nào đó. Và bây giờ đã vào được app. Nó vào được nhưng nó không còn hiện cái giao diện dialog nữa. Dialog lúc nãy nữa mà nó lại hiện cái giao diện mới này. Tức là con MB là nó đã có thêm một cái kiểu phát hiện rút mới. Tức là cái kiểu phát hiện rút cũ kia nó đã qua được rồi. Thế nhưng mà nó sẽ lại tạo ra một cái phát hiện rút mới. Đấy, nó sẽ dẫn đến là cái thông báo này. Và để làm sao thì fix nó thì rất là dễ thôi. Có một cách đơn giản, nếu các ông sử dụng cơn nho su thì khá đơn giản. Đây, chỉ vào đóng ứng dụng. Nếu các ông sử dụng cơn nho su thì khá là dễ thôi. Chỉ việc vào đây, ấn Custom, bật bật cái ấn Mount Module lên. Và mở lại MB, thế thôi. Đây. Đấy. Không thấy nó có báo nữa không? Đấy, nó không báo nữa. Này, thấy chưa? Ok, không báo nữa. Đấy, lướt chán nó cũng chả báo. Để tôi vào tài khoản cho các ông xem. Mật khẩu này thì tí tôi cũng sẽ đổi thôi, tôi không để yên đâu. Ok chưa? Đấy. Nha. Thế nhưng mà nếu các ông không sử dụng đây, tôi sẽ tắt cái này đi để xem nó có báo lỗi nữa không nhá. Này. Cái con MB này rất là hay lỗi cái này. Tôi khá là cay. Đấy, ok, lại báo tiếp. Ok. Cái này là đối với người dùng cơn Yasu thì có thể fix bằng cách bật cái Unmount Module này lên. Thế nhưng mà Apache thì không được. Apache thì không 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 làm được cái này đâu ạ. Apache thì không không bật cái này lên cũng chẳng có tác dụng gì cả. Không fix được. Đấy, Active Modification là cái này này. Ở trong Apache là cái này nhưng không có tác dụng gì cả. Thì để fix như nào? Đầu tiên công sẽ đối với các người sử dụng Apache Magic, Magic Delta vân vân, máy bay thì chúng ta chỉ cần ẩn theo một cách cũ, sau đó sử dụng một cách thay thế lib để sử dụng nhá. Thì đây, đầu tiên các ông sẽ tải cho tôi Zativer nhé. À. Tải Zativer về, mở lên, ok. Sử dụng Magic các thứ thì nó sẽ hiện, sử dụng Magic thì nó sẽ hiện để cấp quyền rút. Còn nếu không sử dụng thì ông sẽ bấm vào đây, đây bấm vào setting này, rút, đây, bật ba này lên, ba này lên nhé. Nếu con sử dụng Apache thì các ông sẽ phải đây ví dụ như này đấy, vào Super User đây xóa cái MB đi các, tìm cái đâu nhỉ, cái Zativer này, bật cái Super User này lên. Apache cũng thế, và Magic thì thường nó sẽ hỏi, thường nó sẽ hỏi luôn đấy, cái ông ấn Grant, Grant là nó nhận thôi. Còn Zativer nếu mà sử dụng Apache thì bật cái Super User này lên nhá. Ok rồi,
Bây giờ cho ta thì sau khi nếu mà đối với Apac thì sau khi bật cái đấy lên thì các ông thoát cái ma Zativer ra xong rồi mở lại xong rồi vào đây bật lại ba này lên. Ok, sau khi bật xong thì các ông sẽ tải cho tôi cái file. File đây. Đây, file feed lib mb, tôi sẽ để dưới mô tả này. Đây, file feed lib mb này, không phải cái dưới đâu nha, cái file feed lib mb này. Tôi sẽ để dưới mô tả. Ok, các ông bấm vào đây, ấn vào extract Ok, sau khi extract xong thì cho công vào đây, vào thư mục này. Ở thế đây nó sẽ có hai thư mục ARM với ARM64. Bây giờ để xác định được này, chúng ta sẽ để xác định chúng ta sẽ giải nén cái folder nào thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đấy, bấm vào cái này, này đấy, cái đường dẫn này này, rút. Đấy, không ấn vào data app, không tìm cái app mà có chữ là MB nhá, MB Bank nhá. Đây này, đấy. Có chữ MB Bank bé bé này, còn cái tên trên này là ngẫu nhiên thôi. Đấy, bấm vào com mb mobile này. Đây, như bấm vào thư mục lib này. Như của tôi là ARM64 này. Có công hiện là ARM thì giải nén cái ARM. Của tôi là ARM64. Tôi sẽ quay lại cái nơi vừa giải nén này. Ở đâu không phải. Download này. Đây. Đây, thì của tôi là ARM64 tôi giải nén cái đấy, còn ARM32 ông giải cái này nhá. À, còn nếu là ARM thì ông giải nén cái này vào. Ok. Copy cái này vào. Đây, tôi ARM64 tôi sẽ copy cái này vào. Vào đây. Rút data app. Đây, kéo xuống tìm MB Bank nhá. Đây này. Bấm vào com MB Mobile nhá. Đây, đây. Bấm lib từ mục lib này. Đây, đến đây các ông ấn paste vào. Ok. Replay. Tiếp nữa, replay phát nữa. Ok. Đến bước này tôi không MB tôi vẫn chưa chưa sử dụng chức năng đây, ngắt module nhá. Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ mở con MB đây. Nó sẽ bị ngắt một lần đầu thôi. Đấy. Đấy, hết này. Nó sẽ không báo nữa. Đấy, thấy chưa? Ông lướt chán thì cũng chả báo nữa. Đấy. Nó hay bị kiểu ngắt mà lúc lần đầu mở app ấy, đấy, thấy chưa? Nó bị kiểu cứ vào nó lại bị out rồi phát nhưng mà vào lại phát nữa lại được. Đấy. Nó kiểu như thế. Vào thì đương nhiên là vào bình thường thôi. Đấy, thấy chưa? Tài khoản này đương nhiên là không đồng rồi. Ok. Thì cũng không có gì lạ cả. Để tôi đợi một tí để tôi đăng ký digital OTP xong rồi tôi sẽ chuyển khoản thứ. Là mỗi lần ông công vào nó sẽ bị văng một lần, nó sẽ bị văng một lần ra ngoài. Nó là đơn giản như thế thôi. Nó chỉ bị văng một lần ra ngoài thôi. Thì cái ngân hàng MB này cái vốn dĩ của nó là khá là khó nhai. Thì giả sử nếu mà các ông cứ bị nó cứ bị văng ra thì các ông cứ xóa dữ liệu app đi xong rồi mở lại nó sẽ ok. Tôi đã làm mấy lần rồi. Đấy. Cái này hoạt động trên phiên bản 6.4.23 các phiên bản về sau này. Ok nhé. Tôi dẹp bố đi, nên mất OTP rồi. Ok. Rồi tóm lại vào được app đâu nhá. Đây. Đấy, ok chưa? Nó không bị lỗi nữa, nó không bị lỗi detect root nữa. Này, mặc dù là APK này là APK gốc chưa chỉnh sửa. Nhưng là chỉ thay mỗi file lib thôi để nó hoạt động thôi. À, để qua mặt root thôi. Ok. Thì cũng không còn gì để nói cả. Cảm ơn các bạn đã xem video.